Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần ngữ pháp N, up, tuy, yup, phía trước, phía sau, bên cạnh, N. Bài này chúng ta sẽ học về vị trí của đồ vật, vị trí hiện tại nó đang nằm ở đâu. Bài này chúng ta sẽ được học ở bài số 4, giáo trình sơ tiếng Hàn Seoul 1A. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của ngữ pháp này. Up, tuy, yup, sử dụng với danh từ chỉ ra vị trí của danh từ đó so với người khác hoặc vật nào đó. Phía trước của danh từ dùng áp, ngược lại phía sau dùng tuy. Ở bên trái hoặc bên phải chúng ta dùng yup. Ví dụ: Steven은 Akira 앞에 있어요. Steven có ở phía trước của Akira. Steven은 Nana 뒤에, Nana 뒤에, tức là sau Nana. 있어요 là có. Steven có ở sau Nana. Steven은 Eugene 옆에 있어요. 옆에 là bên cạnh. Và Steven có bên cạnh Eugene. Tương tự chúng ta có thể dùng cái này cho đồ vật. Ví dụ như là điện thoại có đâu, điện thoại có bên cạnh TV chẳng hạn. Hay điện thoại có ở phía trước TV. Steven은 핸드폰은 TV 앞에 있어요. 그런 có thể dùng những cái mẫu câu tương tự như vậy. Cái up, tuy, yup này kết hợp với danh từ. Ví dụ như là Steven은 학교 앞에 있어요. 학교 앞 đây là phía trước trường học. 한국 약국이 어디 있어요? 약국이 어디에 있어요? Tức là hiệu thuốc có ở đâu? 약국은 cái hiệu thuốc ấy, 병원 뒤에 있어요. Có ở phía sau bệnh viện. 신문이 텔레비전 앞에 있어요? Cái tờ báo có ở phía trước TV phải không? 아니요, không. 텔레비전 옆에 있어요. Không. Có bên cạnh TV. Thường sử dụng chủ yếu với e isoyo opsoyo. Tức là danh từ này thường sử dụng với e isoyo opsoyo. Ví dụ như là television appe isoyo. Khi nhắc lại danh từ đã được nói tới trong câu hỏi, sử dụng eunneun trong câu trả lời sẽ tự nhiên hơn. Và trong khi nói, eunneun cũng có thể bị lược bỏ. 백화점이 어디에 있어요? 백화점은 병원 옆에 있어요. Hoặc chúng ta có thể là nói luôn 병원 옆에 있어요. Bởi vì chúng ta 백화점 là được nhắc đến trong câu hỏi rồi. Không được thay đổi thứ tự danh từ làm chuẩn đứng trước. Sau đó là áp, tuy, yup. Tức là không được thay đổi thứ tự. Danh từ làm chuẩn phải đứng trước, sau đó mới đến những cái từ áp, tuy, yup này. Ví dụ, Steven은 앞 Akira에 있어요. Cái này là theo cách nói người Việt Nam, đó là trước Akira. Trước Akira, cái này cái nói người Việt hay như thế này, nhưng như thế này là không đúng. Phải là Steven은 Akira 앞에 있어요. 신문은 앞에 텔레비전 있어요. Đúng, những kiểu câu này thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay gặp, chúng ta hoặc là bạn bè của mình cũng có thể gặp phải. 신문은 텔레비전 옆에 있어요. Các bạn phải làm chuẩn được cái danh từ trước hoặc sau của cái gì đó thì chúng ta phải đặt cái từ đó về đằng sau. Cái từ áp, yếp, tuy về đằng sau. Nhá. Sau cái danh từ làm chuẩn đó. Danh từ áp, tuy, yếp. Ngoài áp, tuy, yếp. Ngoài áp, tuy, yếp thì còn có các danh từ khác, có các vị trí khác. Ví dụ như là vì là bên trên. Ví dụ như là
Television 위에 là bên trên cái tivi. Are là dưới. Check sang are là dưới bàn chẳng hạn. 오른쪽 là bên phải. 오른쪽 là bên phải. 왼쪽 là bên trái. Tức là 왼쪽에 가세요 là đi về phía bên trái. An là trong. Ví dụ như là 가방 안에 있어요. Bên trong, ca bang đúng không? Ca bang an là bên trong. Ví dụ chip an nè. Chip an là bên trong nhà. Bạc là bên ngoài. Ví dụ như là vừa nãy chúng ta có từ bẹc hoa chơm. Bẹc hoa chơm. Bạc sale. Có ở ngoài trung tâm thương mại. Hoặc là gì ạ? Biên nguồn an nè. Là trong bệnh viện. Chúng ta có thể dùng như vậy. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc seoul.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Suko hasotsumida. Bye bye.